Xin chào mọi người, đây là chuyến đi Thái Lan của mình. Thực ra là chuyến này là chuyến đi tour du lịch. Mình lần đầu tiên được đặt chân đến Thái Lan, cho nên là mình đã quyết định là mua tour du lịch đi cùng với đoàn và có hướng dẫn viên. Thì đây là lần đầu tiên được đến Thái Lan cho nên mình phải mua tour, mình không tự đi một mình được. Nói chung là cũng có nhiều bất tiện khi nếu như mà lần đầu tiên đến một quốc gia nào đó. Đối với mình thì mình phải tìm hiểu trước. Tuy nhiên là Thái Lan là một chuyến đi có thể nói là ngẫu hứng, cho nên mình quyết định mua tour. Và đây là các bạn thấy là đây là quán ăn ở sân bay Thái Lan, sân bay ở Thái Lan đấy các bạn nhé. Đó. Ở đây quán ăn này thì cũng khá là nhiều món. Quán ăn này thì đồ ăn cũng gần như tương tự của Việt Nam thôi, cũng không có gì là khác biệt. Mình ăn thì mình thấy ok. Nói chung là không như tưởng tượng, là mình nghĩ là Thái Lan đồ ăn nó khó ăn nhưng mà thực tế là nó cũng dễ thôi. Chắc hẳn những người xem video của mình thì cũng đã ít nhiều đi một Thái Lan một vài lần rồi, đúng không ạ? Thì cái video này thì mình sẽ dành cho ai những đang chưa đi Thái Lan bao giờ và những ai mà đang tìm hiểu về tour Thái Lan. Thì cái video này mình sẽ quay toàn bộ hành trình của mình là đi theo tour các bạn nhé. Có gì đó nếu như mà các bạn thấy nó không ưng ý thì các bạn có thể bỏ qua. Quán ăn này thì khi vào các bạn sẽ được hướng dẫn viên hướng dẫn là đổi tiền sang lấy cái phiếu ăn để mua đồ ăn. Và mình mua những cái món gì này sẽ tương ứng với số ở trên phiếu đó. Mình thì chọn một đĩa cơm với gà và cốc nước. Đây là bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển từ sân bay quốc tế của Bangkok, gần Bangkok Thái Lan, đi về thành phố biển Pattaya. Ở Pattaya thì mình sẽ ở đây 2 ngày. Sau đó sẽ quay lại Bangkok và cuối cùng là về Hà Nội kết thúc cái chuyến hành trình du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm. Thì video này mình sẽ quay toàn bộ những cái gì mà mình có thể bấm máy quay được, mời các bạn theo dõi. Nhà mình được nhận chính là chai nước của Thái. Mở ra xem mã vạch có phải mê Bình Dương không nhà mình. Nước của Thái nhá, uống xem có vị gì khác không. Rồi ạ. À. Sao ạ? Nhỏ ạ? À? Rồi. Ngồi đúng cái loa đúng không? Hay là ngồi dịch trên thế này này. Ngồi dịch trên thế này này. Không, xe không ngồi phải. Ngồi lên trên này này. Ngồi hẳn lên trên đi ạ. Ngồi hẳn lên trên đi. Ok nhà mình nha. Dạ. Ok nhà mình đã vượt qua hành trình rất là mệt mỏi từ sáng. Bây giờ nhà mình chính thức trở thành Việt Kiều Thái. Sang bên này nhà mình khi tiêu tiền đừng có đổi sang tiền Việt đau đầu lắm. Nhiều số không lắm. Tính tiền Thái thôi nhá. Rồi mua cái gì 100 bạt đừng hỏi bao nhiêu tiền Việt đau đầu lắm. Đau đầu. Tính tiền Việt, tính cái bạc. Đừng tính tiền Việt quá nhiều số không. Tính tiền bạc Việt Kiều Thái nhà mình nhá. Ok, nhà mình sang Thái thì cái khung giờ là bằng giờ Việt Nam. Chỉ có một điều khác là bên Thái mình không có khung giờ cao su nhà mình nhá. Rồi nhà mình đi nhiều nhỏ với nhau thì vui lòng nhà mình đi đúng giờ dùng đàn. Nếu tổ mà hướng dẫn viên dặn mấy giờ thì nhà mình xuống đúng giờ đó dùng đàn nhá. Tránh trường hợp là nhóm này nhóm kia không hay này mất vui ta. Cố gắng dùng đàn nhá. Đi mấy ngày thì rơi đúng giờ dùng đàn. Rồi ạ. Nhà mình thấy cái khí hậu bên Thái rất nóng không ạ? Bên Thái Lan, đặc biệt là Bangkok và miền Trung Thái sẽ có hai vùng biên, tổng lái thư thành viên đi từ Việt Nam sang. Thì nhà mình vui lòng khi ở bên Thái thì em Đạt sau mỗi bữa ăn sẽ không hỏi nhà mình ăn có ngon không. Tại vì chắc chắn cái cơm ở ngon nhất là cơm mẹ nấu, đúng không ạ? Sang đây là để trải nghiệm cái thức ăn của Thái, chứ nó không thể nào mà bảo ngon đồ Việt Nam được. Nên chắc chắn là sẽ hỏi nhà mình ăn có no hay không, ăn có vừa mồm hay không thôi. Chứ không có chuyện ăn ngon đâu ạ, không ngon đâu ạ. Đồ Việt Nam vẫn là nhất, cơm mẹ nấu vẫn là nhất. Một lần nữa thì xin thay mặt tổ phục vụ bao gồm là Đạt đã theo đoàn chúng ta từ Việt Nam và sẽ đi với chúng ta suốt hành trình và về đến sân bay Nội Bài chia tay đoàn thì mới kết thúc. Còn em bên này, một lần nữa thì em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Phạm Công Sáng, gọi em tiếng Việt là Sáng cả nhà nhé. Sáng trưa chiều tối hoặc là sáng tối thì nào cũng được. Còn tên tiếng Thái của em đọc là Cha. Nếu mà ai uống bia đó, các cô chú anh chị trong đây, nếu ai mà thích ngọn nghiện món bia Thái thì tên của em đọc là Chang, Chang C H A N G.
thì đây là một cái món bia cũng như là thương hiệu bia rất nổi tiếng tại Thái Lan. Dịch cái chữ Chang này có nghĩa là con voi. Thì con voi hay con trâu, con bò đều phải đi cày để trả nợ cả, đúng không? Đều phải lao động để kiếm tiền. Và em hạnh phúc hơn nữa là sau hơn 2 năm đại dịch được phục vụ tất cả thành viên trong đoàn, là một trong những đoàn mà đầu tiên đến với Vương quốc Thái Lan mang chính nghĩa là khách du lịch trong một vài tuần gần đây, là mang chính nghĩa là khách du lịch khi đến với Vương quốc Thái. Còn khoảng 1 tháng trước đó, đa số là khách cũ của công ty cũng như khách cũ mà đã từng sang Vương quốc Thái Lan này, người ta sang để trả lễ cũng như là trả cái điều về tâm linh người ta đã mong muốn, người ta đã đạt được, hoặc là người ta còn xin mới, và người ta còn xin mới thì người ta sang bên Vương quốc Thái. Còn đúng đoàn mình mang ý nghĩa du lịch luôn, đoàn chúng ta đi thì rất là nhiều nhóm cũng như là từ các công ty khác nhau, từ các địa phương khác nhau, nhưng mà lên xe này đàn cũng đã gửi thông tin cả nhà rồi. Sang bên này chỉ là một đoàn khách duy nhất đi cùng với em Đạt, em Sáng, cùng với một vài người phục vụ đi cùng đoàn công ty em ạ. Bên này hay lắm, đoàn nhà chúng ta có 23 khách thôi nhưng mà có 5 hướng dẫn viên trên xe cộng với bác tài, cho nên là chia trung bình là mỗi bọn em phục vụ 4 người, nhà mình yên tâm nhé, không phải lo gì cả. Cho nên là tối sẽ phục vụ từ chân răng kẽ tóc, và tối nay đặc biệt là các em gái, các chị mà chưa có gia đình mà tối không ngủ được thì một vài người đẹp trai sẽ sang kể chuyện ma cho nhà mình ngủ nó ngon lành. Ok không cả nhà? Ok đó. Rồi, thưa với cả nhà, bây giờ xin hỏi là sau khi ăn cơm xong nhà mình có buồn ngủ không cả nhà? Có mệt không ạ? Rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà em nói ở đây, chúng ta đã mất công bỏ một chuyến đi du lịch, là vừa mất tiền này, thời gian này, chúng ta phải xa gia đình, cũng như là bố trí công việc. Có nhiều người thì sang với mục đích khác nhau này. Đó, bố trí công việc, thời gian và cả sức khỏe mình nữa. Di chuyển từ sáng sớm, em biết là để một chuyến bay chúng ta khởi hành buổi sáng hôm nay, chúng ta đã phải có những gia đình phải dậy rất sớm, cho nên là khá là mệt. Nhưng mà sang với đất nước Thái Lan này rồi, cũng như là đến với em Sáng đó, khi đến với Vương quốc Thái cũng như bất kỳ một quốc gia nào, người Việt mình thường hay có một câu là nhập gia tùy tục. Cho nên là để tránh những cái sai sót cũng như là những cái mà người ta quy định, mà người ta đặt ra ở đây, đặc biệt là cho nó đối với những khách du lịch đó, thì em cũng xin phép gửi đến cả đoàn. Bởi vì là đối với đất nước Thái Lan, đang đi được nửa đường thì xe bị hỏng, hỏng điều hòa, cho nên là lái xe đã dừng lại để chờ xe khác tiếp viện đến. Thực sự là thời tiết ở đây khá là nóng. Ở bên Thái Lan này lần đầu tiên sang thì mình thấy cũng khá nhiều cái mà lạ lẫm. Ví dụ như đường giao thông, các bạn thấy là xe thì sẽ đi ở bên trái, bên Việt Nam mình đi bên phải nhưng Thái Lan đi bên trái. Đó, bên trái đường ấy. Còn cột điện thì đa phần là hình vuông. Mình cũng nghe rất là nhiều những cái hay ho mà hướng dẫn viên kể trong cái quá trình di chuyển. Nói chung là đi mỗi một đất nước thì chúng ta cũng biết thêm một điều mới. Sau một cái khoảng thời gian di chuyển khá là lâu, xe gặp sự cố thì bây giờ mình đã có mặt tại một cái khách sạn tại thành phố Pattaya. Ở tour nói là đây là một cái khách sạn 5 sao. Thì có thể mình quay một chút để mọi người có thể đánh giá. Ok. Nói chung là với cái mức giá tiền một tour du lịch như thế này thì theo mình đánh giá là cũng chấp nhận được. Bây giờ mình sẽ
tắm rửa vệ sinh rồi tiếp tục theo cái hướng dẫn của đoàn.